Tiếng thiền Ba La Mật. Thiền là tiếng Phạn, gọi tắt từ chữ thiền na, Trung Hoa dịch là tư duy tu và cũng là tịnh lự. Về thiện định thì có tứ thiền bát định và còn có cửu thứ đệ định nữa. Ngoài ra thiền lại được phân làm thế gian thiền, xuất thế gian thiền và xuất thế thượng thượng thiền. Phàm phu chúng ta thì tu thế gian thiền, trong đó bao gồm tứ vô lượng tâm và tứ vô sắc định. Về những cảnh giới này tôi không giải thích cặn kẽ, bởi chỉ cần quý vị dụng công tu hành và tọa thiền thì tự nhiên sẽ thấu rõ được tất cả. Còn xuất thế thiền là gì? Xuất thế thiền thì gồm có tứ thiền bát định, bát thắng xứ, bát bội xả. Bây giờ tôi có giảng rõ những danh tướng này thì cũng chỉ làm cho quý vị thấy rối thêm mà thôi. Bởi vì ví dụ nói rằng món này ngon, nhưng nếu không ăn thử thì rốt cuộc quý vị cũng không biết được mùi vị của nó là ngon lành ra sao cả. Cho nên bây giờ quý vị biết là có nhiều thứ khác nhau như thế gian thiền, xuất thế gian thiền, xuất thế gian thượng, thượng thiền, Như Lai thiền, tổ sư thiền rồi. Chỉ cần quý vị chịu siêng năng dụng công tu hành, sau này chắc chắn quý vị sẽ biết được hương vị của các thứ đó. Tiếng Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là trí huệ. Trí huệ lại phân ra thế gian trí và xuất thế gian trí. Thế gian trí cũng gọi là thế trí biện thông. Những tiến bộ về khoa học, triết học hiện nay cùng tất cả các kiến thức đều là học vấn của thế gian, khả năng biện luận thông minh, nhạy bén về các việc thế gian. Dù không có lý cũng có thể nói thành có lý, đó gọi là thế trí biện thông. Xuất thế gian trí tức là trí huệ của xuất thế gian. Siêng năng cầu Phật đạo, nghiên cứu Phật pháp không bao giờ ngơi nghỉ, thậm chí lúc ngủ cũng tư duy đến Phật pháp, chiêm bao cũng suy nghĩ đến Phật pháp, và cho dù ốm đau bệnh hoạn, bất kỳ lúc nào cũng nghĩ đến Phật pháp. Đó chính là chân chánh tu tập trí huệ xuất thế vậy. Vậy thì trí huệ xuất thế gian và trí huệ thế gian rốt cuộc là một hay là hai thứ khác nhau? Đó vốn chỉ là một, nhưng còn phải xem quý vị sử dụng nó như thế nào. Dùng vào chuyện thế gian thì nó là trí huệ thế gian, dùng ở Phật pháp xuất thế thì nó là trí huệ xuất thế. Trí huệ hoàn toàn không có hai, mà chỉ phân ra để giảng thôi. Ban đầu quý vị nghiên cứu các vấn đề của thế gian và biết được tất cả mọi thứ trên cõi đời này đều là khổ không, vô thường, vô ngã. Rồi sau đó nếu quý vị dùng cái trí hiểu biết về việc thế gian ấy để nghiên cứu học vấn xuất thế, thì đó cũng chính là trí huệ xuất thế vậy. Cho nên thế gian trí và xuất thế gian trí vốn không phải là hai. Đa số người đời chỉ có trí huệ thế gian, chứ không có trí huệ xuất thế gian. Song cũng có người lại có trí huệ xuất thế gian mà không có trí huệ thế gian. Vì sao lại có sự như thế? Có nhiều người rất thông minh, nhưng cứ làm toàn những việc hồ đồ. Chuyện không cần thiết thì tận lực mà làm, còn việc quan trọng như vấn đề sanh tử thì lại thờ ơ, chẳng để ý đến và cũng chẳng muốn tìm hiểu. Ngoài ra cũng có người nghiên cứu vấn đề xuất thế nhưng lại không hiểu gì về pháp thế gian cả. Chúng ta cần phải hiểu rõ cả pháp nhập thế lẫn pháp xuất thế. Ký nhập thế nhi xuất thế, ký xuất thế nhi nhập thế. Nhập thế mà xuất thế mà nhập thế. Sự nhập thế và xuất thế cần phải thông đạt vô ngại. Nếu quý vị hiểu rõ thì nhập thế cũng chính là xuất thế. Nhược bằng không hiểu thì cho dù là xuất thế cũng trở thành nhập thế vậy. Cổ nhân có câu, thông minh nãi thị âm trắc trí, âm trắc dẫn nhập thông minh lộ, bất tín âm trắc xử thông minh phản bị thông minh ngộ. Thông minh sáng dạ nhờ âm đức dẫn lối tới thông minh nếu chẳng tin âm đức, ấy thông minh phản thông minh hại. Thông minh nãi thị âm trắc trí, thông minh sáng dạ nhờ âm đức, chúng ta nhờ đâu mà có được trí thông minh? Đó là nhờ đời trước chúng ta làm được nhiều việc âm trắc. Việc âm trắc là gì? Đó là những việc nhân đức được thực hiện một cách âm thầm với lòng hảo tâm thật sự, chứ không phải với mục đích khoe khoang hoặc để cho người khác thấy. Chẳng hạn, có người cảnh nhà đơn chiếc, chết mà không có quan tài để chôn. Quý vị động lòng trắc ẩn bèn mua cho người đó một cỗ áo quan, rồi lo khâm liệm và chôn cất tử tế. Tuy làm được một việc tốt đáng khen nhưng quý vị không khoe khoang, không tiết lộ với ai cả. Như thế là có âm đức vậy. Tóm lại quý vị ngầm giúp đỡ hoặc làm những việc có lợi cho người khác, xong quý vị không cả lẻ lôi thôi, không để cho ai biết cả, thì đó gọi là âm trắc.
Đời trước làm nhiều việc âm trắc thì đời này được thông minh. Đời trước xem nhiều sách về Phật học, tụng nhiều kinh điển Phật giáo, như tụng kinh Kim Cang Bát Nhã, Ba La Mật được vài vạn biến thì đời này cũng được thông minh sáng dạ. Ngoài ra nếu đời trước đọc sách nhiều, chịu khó nghiên cứu sách vở để học hỏi thì đời này cũng được trí óc minh mẫn. Như vậy trí thông minh chính là đến từ âm trắc, do đời trước đã tu nhân tích đức, tạo được nhiều âm đức cho nên đời này mới được thông minh tài trí hơn người. Âm trắc dẫn nhập thông minh lộ, âm đức dẫn lối tới thông minh. Nhờ có đức hạnh cho nên quý vị mới được thông minh. Do đó có thể nói rằng chính đức hạnh đã dẫn dắt quý vị tới con đường thông minh vậy. Bất tín âm trắc xử thông minh, thông minh phản bị thông minh ngộ. Thông minh nếu chẳng tin âm đức ấy thông minh phản, thông minh hại. Nếu đời này quý vị được thông minh nhưng vì quên lãng nên quý vị không đi theo đường ngay nẻo phải, không tin âm đức, không làm việc thiện, chỉ cậy vào trí thông minh của mình để mưu đồ việc xấu, thì chính cái trí thông minh của quý vị sẽ hại quý vị vậy. Vì sao ư? Bởi nếu không thông minh thì quý vị sẽ không làm được nhiều việc xấu. Chính vì thông minh lanh lợi cho nên quý vị mới biết được những điều mà kẻ khác không thể nào ngờ tới. Do đó cho dù quý vị làm điều mờ ám hoặc ám hại người khác thì nhờ khôn khéo quý vị vẫn không bị ai nghi ngờ hoặc phát giác ra được. Cho nên sử dụng trí thông minh mà không tin là có âm đức thì cái trí thông minh đó sẽ trở thành chướng ngại và là thứ thông minh có hại vậy. Thời Tam Quốc Trung Hoa, Tào Tháo vốn là một người rất thông minh, có thể nói là thông minh còn hơn cả quỷ thần nữa. Ông ta cũng có một vài thành tựu nhờ thông minh, mưu trí. Tuy nhiên những tác hại do cái trí thông minh xảo quyệt của ông ta gây ra cũng không phải là ít. Những kẻ thích được thông minh sau khi nghe qua bài kệ trên thì nên nỗ lực làm việc tốt có ích cho nhân quần, chứ đừng mưu tính chuyện hãm hại người khác. Để bổ sung cho phần giảng về trì giới Ba La Mật, tôi kể cho quý vị nghe một công án. Vào thuở Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn trụ thế, có hai thầy tỳ kheo nọ cùng nhau đi bái kiến Đức Phật. Trải qua một lộ trình dài thì hết nước uống, cả hai vị tỳ kheo này đều bị kiệt sức vì khát. Giữa lúc tuyệt vọng, tưởng chừng sắp phải chết khát ấy, một vị tỳ kheo chợt trông thấy một cái sọ người, bên trong còn đọng chút nước. Liền mừng rỡ reo lên, có nước rồi, chúng ta đã khát đến nông nỗi này, thôi thì hãy uống chỗ nước trong cái sọ này vậy. Vị tỳ kheo kia can ngăn, không nên, trong nước đó có côn trùng, chúng ta không thể uống được. Vị tỳ kheo thứ nhất cố thuyết phục bạn, chúng ta đang khát khô cả cổ như vậy. Nếu uống chỗ nước này thì chúng ta sẽ thoát chết, có thể đi tiếp đến chỗ Đức Phật. Bằng không cả hai chúng ta đành phải bỏ xác tại đây, không thể nào gặp Phật được. Vị tỳ kheo kia vẫn cương quyết, tôi thà vì trì giới mà chết. Tuy rằng không được gặp Phật, song tôi nhất định vâng theo sự dạy bảo của Ngài, dẫu có chết cũng chẳng ân hận. Vị tỳ kheo thứ nhất bèn uống cạn chỗ nước đọng trong cái sọ ấy rồi một mình tiếp tục cuộc hành trình. Còn vị tỳ kheo kia vì không chịu uống quả nhiên phải chết khát. Sau đó thầy tỳ kheo có uống nước tìm đến được chỗ Phật ngự. Thầy tới đảnh lễ Đức Phật và thưa chuyện: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con hai người cùng đi chung, được nửa đường thì khát nước chịu không nổi. Nhân thấy trong một cái sọ người có đọng một ít nước, con liền uống để khỏi bị chết khát, hầu có thể đến gặp Đức Thế Tôn. Còn thầy tỳ kheo cùng đi với con thì quá cố chấp, nhất định thà chết chứ không uống nước này, bởi trong nước có côn trùng. Ông ấy bảo nếu uống tức là phạm giới. Rốt cuộc con nhờ uống nước này nên được sống sót và được diện kiến Đức Thế Tôn. Còn ông ấy không chịu uống, có lẽ giờ đây đã bị chết khát rồi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, ông tưởng là tỳ kheo ấy chết khát rồi sao? Tỳ kheo ấy nhờ chỉ giới nên đã khiến cho ông ấy đến gặp ta trước. Hiện giờ ông ấy đang ở đây nghe ta thuyết pháp. Chỉ giới quả thật là việc rất khó, song nếu có lòng thành thì ta liền thấu rõ, cảm thông. Ông tuy được gặp ta nhưng tâm ông không chí thành, vì ông giữ giới không được tinh nghiêm. Do vậy tỳ kheo kia nay đã khai ngộ chứng quả, còn ông thì vẫn cần phải tiếp tục tu hành thêm nữa. Qua công án này, chúng ta có thể thấy rằng sáu hạnh Ba La Mật, trì giới nhẫn nhục, bố thí tinh tấn thiền định trí huệ cần phải được thực hành một cách chân thành, nghiêm túc. Nếu không thành tâm thành ý, chỉ làm qua loa cho xong chuyện, tất sẽ không tương ưng với Phật Pháp. Cho nên người xuất gia thời thời khắc khắc đều phải ghi nhớ và noi theo bốn câu kệ này mà tu hành. Thủ khẩu nhiếp ý thân mạc phạm, mạc não nhất thiết chư hữu tình.
vô ích khổ hạnh đương viễn ly, như thị hành giả khả độ thế. Gìn lời giữ ý thân chớ phạm, chớ gây phiền não hại chúng sanh, vô ích khổ hạnh cần xa lánh, hành giả như thế khéo độ đời. Trì giới là điều vô cùng trọng yếu, quý vị chớ lầm tưởng rằng chỉ trì giữ lấy lệ đại khái là được, bởi vì chỉ cần sơ hở một chút là chúng ta có thể đi sai lệch cả ngàn dặm. Cho nên tu hành cần phải đàng hoàng nghiêm chỉnh, siêng năng cẩn thận, làm việc gì cũng phải chân thật chu đáo, không được cầu thả. Tiếng từ bi, lòng từ ban vui, lòng bi cứu khổ. Tất cả những chúng sanh nghe được thứ âm thanh này của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều có thể liều khổ được vui, thoát vòng sanh tử. Tiếng hỷ xả, hỷ là hoan hỷ, vui vẻ, xả là bố thí vậy. Vậy hỷ xả là hoan hỷ, bố thí. Từ bi hỷ xả được gọi chung là tứ vô lượng tâm, tức là bốn cái tâm bao la vô lượng. Từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm. Muốn tu hạnh bố thí thì cần phải sanh tâm hoan hỷ, hoan hỷ xả bỏ, vui vẻ thực hành pháp bố thí. Không nên sau khi đã xả bỏ, đã bố thí rồi thì trong lòng lại thấy tiếc nuối không đành, bởi như thế tức là chưa sanh tâm hoan hỷ vậy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phát ra tiếng hỷ xả, khiến cho tất cả những chúng sanh nghe được âm thanh này đều sanh tâm hoan hỷ, bố thí. Tiếng giải thoát tức là có được thứ tự do chân chánh, hoàn toàn không bị ràng buộc vướng víu nữa. Vậy giải thoát tức là thoát khỏi cái gì? Đó chính là thoát ra khỏi nỗi khổ não của sanh tử trong sáu nẻo luân hồi. Thuở xưa có một vị sư đến thỉnh vấn một bậc cao tăng danh tiếng rằng: xin hỏi thượng tọa làm thế nào để được giải thoát? Vị cao tăng hỏi lại: ai trói buộc ông vậy? Vừa nghe xong, vị sư nọ lập tức khai ngộ: thì ra chẳng có ai trói buộc mình cả, chẳng qua là tự mình trói mình đó thôi. Nếu mình không tự trói chính mình nữa thì tự nhiên mình sẽ được giải thoát. Thế nào gọi là tự mình trói mình? Tất cả mọi người hãy lưu ý điểm này. Bởi vì chúng ta không có được cái nhìn thấu suốt, lại chẳng thể triệt để buông bỏ tất cả, nên mới bị ràng buộc tù túng, không đạt được sự tự tại. Mà không đạt được sự tự tại cũng chính là không đạt được sự giải thoát. Nếu quý vị có thể nhìn thấu suốt sự việc, thông hiểu mọi chuyện và có thể buông bỏ tất cả, tức là quý vị đã tự cởi trói và sẽ đạt được sự tự do chân chánh. Được tự do cũng chính là được giải thoát vậy. Bây giờ quý vị sẽ thấy an nhiên tự tại, chẳng ràng chẳng buộc, không quái không ngại, vĩnh viễn xa lìa mộng tưởng điên đảo, tâm kinh. Chân thật buông bỏ tất cả thì sẽ được giải thoát. Nếu không buông bỏ được thì chẳng thể nào có được sự giải thoát. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã phát ra thứ tiếng giải thoát này. Vậy bây giờ chúng ta cũng nên giải thoát chính mình, không nên tự trói mình và cũng đừng tự giam mình trong nhà tù, để rồi vĩnh viễn không được tự do. Sao lại nói chính mình nhốt mình trong nhà tù? Nếu quý vị không phải đang bị cầm tù, tức là quý vị đã được giải thoát. Còn nếu chưa đạt được sự giải thoát, thì cũng chẳng khác nào quý vị đang ở tù vậy, không được tự do làm theo ý mình. Đông Tây Nam Bắc muốn đi đâu cũng đều không được tự do cả. Tự do mà chúng ta đương nói đây không phải là tự do của cái túi da hôi thối này, mà là tự do của tự tánh. Nếu cái tự tánh này được tự do thì quý vị muốn sống là cứ việc sống, muốn chết là lúc nào cũng có thể chết được. Mà chết cũng chẳng cần phải có bệnh tật gì mới chết được, chỉ ngồi mà chết thôi, đó mới đúng là sự tự do chân chánh. Đây gọi là sanh tử do ngã, bất do thiên, sống chết do ta, chẳng do trời. Bây giờ quý vị muốn sống thì sống, muốn chết thì chết. Muốn sống đến 100 tuổi, 1.000 tuổi hay 1 vạn tuổi đều được cả. Nếu không muốn sống nữa thì bất cứ lúc nào cũng có thể trở về với quê hương vốn có của mình. Quý vị thích ở cái nhà này thì ký vượt ở, không thích ở nữa thì có thể dọn đi bất cứ lúc nào, tùy ý. Tự do của tự tánh gồm có hai thứ, đó là tự do của thần thức và tự do của bản hữu Phật tánh. Một, tự do của thần thức. Thần thức thì thuộc âm và có thể du hành đến bất cứ nơi đâu. Như từ thành phố Kiệu Kim Sơn, thần thức có thể tới Níu Ước, Âu Châu, Á Châu. Tuy rằng thần thức có thể biết rõ tình hình nơi mình đến, nhưng lại không thể cầm nắm đồ vật. Thần thức không thể mua quà từ Níu Ước rồi mang về lại Kiệu Kim Sơn được. Tại sao vậy? Vì thần thức vốn thuộc âm. Thần thức chỉ có thể nhìn xem cảnh vật của Níu Ước chứ không thể làm bất cứ việc gì ở đó cả. 2. Tự do của bản hữu Phật tánh. Phật tánh thì thuộc dương, là toàn thể đại dụng, công năng rộng lớn vô hạn,
đạt được thứ tự do này, thì cho dù quý vị đang ở thành phố Cựu Kim Sơn, nhưng nếu cần món đồ gì ở New York thì chỉ cần duỗi tay ra là lấy được ngay. Quý vị thấy có kỳ diệu hay không? Đó có phải là thần thông không? Thật ra đó là thứ cảnh giới của sự giải thoát, không ràng không buộc, vô quái vô ngại. Ở cảnh giới này, cả cõi tam thiên đại thiên thế giới như ở trong một căn phòng, quý vị có thể đi lại khắp nơi trong đó và làm những việc mình muốn. Vậy nếu được giải thoát, được tự do, thì chúng ta sẽ có được những cảnh giới như thế. Tuy nhiên, chúng ta không được phép hiển thị công phu của mình một cách tùy tiện bất cần. Không được nói rằng quý vị thích món đó của Đức. Vậy để tôi sang nước Đức mua về cho. Tôi chỉ việc thi triển thần thông là xong ngay. Chúng ta dứt khoát không được lạm dụng thần thông để làm những việc như thế. Khi sắp nhập Niết Bàn, Đức Phật căn dặn tất cả đệ tử không được dùng thần thông. Bằng không, nếu họ dùng thần thông thì họ phải gấp rút ra đi, không được ở lại thế giới này lâu hơn nữa. Bởi người thường thì không có thần thông, do đó nếu quý vị dùng thần thông tất sẽ khiến cho mọi người sinh tâm sợ hãi đối với quý vị. Tóm lại, quý vị có thể tùy tâm như ý làm xong công việc thì đây là thuộc dương, còn làm không được là thuộc âm và là tác dụng của thần thức. Mọi người cần phải hiểu rõ điều này. Tiếng vô lậu. Vô lậu là gì? Là không còn vô minh nữa. Không còn vô minh tức là được vô lậu. Cho dù quý vị chỉ còn một phần vô minh mà thôi thì quý vị cũng không đạt được sự vô lậu. Cho nên vô minh chính là nguồn gốc của phiền não. Hễ có vô minh thì có đủ loại phiền não. Không có vô minh thì không có phiền não. Vì sao quý vị có tâm tham? Vì quý vị có vô minh. Vì sao quý vị có tâm sân? Vì quý vị có vô minh. Vì sao quý vị có tâm si? Vì quý vị có vô minh. Vì sao quý vị có tâm dâm dục? Cũng là vì quý vị có vô minh. Chính vì ngay từ điểm sơ khởi, quý vị đã không hiểu rõ nên mới tạo ra các nghiệp chướng. Tuy nhiên, nếu nghe được tiếng vô lậu thì quý vị sẽ không còn vô minh nữa. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phát ra vô số loại âm thanh là để tất cả chúng sanh đều nghe được và nhờ đó mà ngộ đạo. Có câu: thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn. Chân giáo thể xứ này dùng âm thanh thanh tịnh. Ở cõi Ta Bà, bản thể của Phật giáo là âm thanh, dùng âm thanh làm Phật sự. Vì thế mà có các loại âm thanh biểu dương tán thán diễn thuyết kinh văn, tiếng trí huệ, tiếng đại trí huệ, tiếng sư tử hống, tiếng đại sư tử hống, tiếng mây sấm, tiếng mây sấm lớn. Khi Đức Phật phát ra bất khả thuyết âm thanh như thế xong, lược giảng tiếng trí huệ. Trí huệ là gì? Trí huệ độ ngu si, có trí huệ thì không có ngu si, có ngu si thì không có trí huệ. Hai thứ này không thể đi đôi với nhau. Bây giờ tôi cho quý vị biết thêm một điều tương đối dễ hiểu hơn, đó là trí huệ chính là ngu si chính là trí huệ. Có người nói rằng, tôi bây giờ ngu si mà như thế tức là có trí huệ, vậy tôi cứ việc dung túng cái ngu si của mình. Nếu quý vị có thể hết sức ngu si đến cực điểm thì đó chính là trí huệ chân chánh vậy. Lại có người nói, pháp sư, lý lẽ mà thầy vừa nêu thật là khó chấp nhận. Thầy nói rằng trí huệ là ngu si và ngu si là trí huệ. Thế nhưng tôi nhận thấy người ngu si thì toàn làm những chuyện hồ đồ, còn người có trí huệ thì làm những việc đúng đắn, sáng suốt. Đúng vậy, quý vị nói rất đúng, còn tôi thì nói không được đúng. Vì sao ư? Bởi vì ngu si có thể biến thành trí huệ, cho nên tôi nói ngu si chính là trí huệ. Song trí huệ cũng có thể biến thành ngu si, cho nên tôi nói trí huệ chính là ngu si. Mấy hôm trước, lúc giảng bài kệ thông minh sáng dạ nhờ âm đức, tôi đã giải thích điều này rồi. Bây giờ chẳng qua là nêu ra lại mà thôi. Người có trí huệ là người có được tự do chân chánh và cũng chân chánh đạt được sự giải thoát. Tại sao nói vậy? Người có trí huệ thì không làm việc hồ đồ, còn người ngu si thì toàn làm những việc hồ đồ, không làm những việc thông minh. Ngoài ra, người ngu si không có được sự tự do, lại toàn ở thế bị động. Trong khi đó, người có trí huệ thì trái lại, không bao giờ phải ở thế bị động, bởi họ có chủ tể chân chánh, trí huệ chân chánh và bất luận sự việc nào xảy đến với họ, họ đều nhận thức được điểm tốt xấu của vấn đề, tốt thì nên làm, không tốt thì không làm. Nói chung, họ có được sự phán đoán chân chánh và trạch pháp nhãn, con mắt chọn lựa pháp chân chánh. Người ngu si thì không như thế, họ biết rõ ràng là không đúng mà vẫn cứ làm. Thí dụ chúng ta đều biết cờ bạc là không tốt, nhưng những kẻ ngu si lại cho rằng đó là một cơ hội hiếm có trong muôn một. Nếu thắng thì phát tài lớn,
Chính vì một niệm tham lam vô minh muốn phát vô minh tài này mà tất cả tài sản của họ đều không cánh mà bay, thua trái túi mà họ vẫn chưa tỉnh ngộ, còn toan tính mình phải thử thời vận thêm lần nữa, biết đâu phen này mình sẽ thắng, sẽ giàu to. Như có người mua số đề, một đồng mua được 8 chữ, nếu trúng thì được hơn 1.000 đồng, nhưng chẳng may sai mất một chữ nên không được tiền. Người ấy lại cho rằng nếu mua lần nữa thì chắc chắn sẽ được trúng. Quý vị nghĩ xem, như thế có phải là ngu si không? Nếu những người đánh bạc đều thắng thì người bày ra trò cờ bạc đỏ đen không cách gì phát tài được cả. Lại còn những người nghiện thuốc phiện nữa, ai ai cũng công nhận rằng hút thuốc phiện là có hại, nhưng người ngu si thì nói, để tôi thử xem. Thử một lần cảm thấy chưa thỏa mãn, bèn thử thêm lần thứ hai, rồi lần thứ ba, thứ tư. Cứ thế mà thử hết lần này sang lần khác, một lần thử thôi là đã bị nghiện rồi, nếu không thử nữa thì chịu không nổi. Quý vị nói xem, như thế có phải là ngu si hay không? Một người bình thường thì đàng hoàng lịch sự là thế, mà đến khi lên cơn nghiện, bị sự chi phối của thuốc phiện thì ôi thôi, nước mắt nước mũi thòng lòng, toàn thân bứt rứt xốn sang, thật là khổ sở vô vàn. Bèn phải vội vã kiếm tiền đi mua thứ thuốc đó về dùng để nâng đỡ tinh thần của mình. Đây đều do sự ngu si gây ra, khiến cho họ không được tự do. Tại sao không được tự do? Những người hút thuốc phiện cho rằng hút thuốc phiện là một thứ tự do, cứ mải mê hút cho thỏa thích. Thế nhưng khi đến cữ nghiện mà không có thuốc để hút thì họ có còn được tự do hay không? Vậy quý vị làm việc gì mà lẽ ra mình không nên làm thì đều là ngu si, không có trí huệ. Nếu có trí huệ thì quý vị sẽ không điên đảo, không làm những việc mà mình không nên làm. Tiếng đại trí huệ. Người có đại trí huệ vừa nhìn qua sự việc thì có thể thấy được điểm then chốt của vấn đề, không cần phải đợi đến khi sự việc diễn tiến rồi mới phát hiện ra. Do có đại trí đại huệ nên họ có thể tiên liệu được việc nào không nên làm và nếu làm thì kết quả ra sao. Nhờ đó họ mới không làm những việc hồ đồ. Thế nào là đại trí đại huệ? Nghiên cứu Phật Pháp là đại trí đại huệ. Phải nghiên cứu Phật Pháp thì mới có thể đạt được tự do chân chánh, cho nên đó là đại trí huệ. Tiếng sư tử hống. Sư tử là chúa tể của muôn thú, hễ nghe tiếng sư tử gầm lên thì tất cả các loài thú đều run sợ, đến nỗi trở tay không kịp, đứng cũng đứng không vững, chạy cũng chạy không được. Thậm chí những dã thú hung dữ mạnh mẽ như hổ báo lang sói cũng đều sợ hãi đến nỗi không có phản ứng gì cả. Bạch thú khi nghe tiếng gầm của sư tử thì đều cảm thấy đầu óc như muốn vỡ tung ra vì sợ, chúng sợ sệt đến trở thành ngu si. Tiếng đại sư tử hống. Tiếng gầm của loài sư tử bình thường thì lợi hại như thế, còn tiếng gầm của đại sư tử thì càng vang xa hơn nữa, xa gần đều nghe rõ. Tiếng mây sấm. Thứ âm thanh này nghe giống như tiếng sấm nổ vang ra từ trong đám mây. Tiếng mây sấm lớn, tiếng sấm này nghe lớn hơn tiếng sấm bình thường. Ở đây ngụ ý rằng Phật Pháp ví như một áng mây lớn trên không, soi chiếu khắp đại lục, bao phủ khắp địa cầu. Tiếng sấm này một khi vang dội thì mọi nơi trên thế giới đều nghe được, biểu thị Phật Pháp phổ cập đến tất cả chúng sanh. Có mây có sấm thì sẽ có mưa. Mưa là biểu thị Phật Pháp tưới nhuần căn tánh của mọi chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sanh đều được biết đến mùi vị của mưa Pháp, Pháp Vũ. Mưa dưới nước xuống khắp thế gian, cây lớn thì hấp thụ nhiều nước, cây nhỏ thì hấp thụ ít hơn một chút, hoa cỏ thì tùy loại mà hấp thụ một lượng nước mưa thích ứng. Phật Pháp cũng tương tự như vậy, mọi chúng sanh đều được thấm nhuần mưa Pháp tùy theo căn cơ, nhờ vậy mà Pháp thân huệ mạng tăng trưởng và đại trí huệ được khai mở. Khi Đức Phật phát ra bất khả thuyết âm thanh như thế xong, bất khả thuyết là một con số rất lớn, không thể nói được là bao nhiêu. Vậy sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phát ra vô số loại âm thanh, nhiều đến không thể kể ra cho hết được, thì thế nào? Kinh văn, từ thế giới Ta Bà và các cõi nước phương khác có vô lượng ức thiên long quỷ thần, cũng đến tụ tập tại Đao Lợi Thiên Cung, đó là thiên chúng ở trời Tứ Thiên Vương, trời Đao Lợi, trời Tu Diệp Ma, trời Đâu Xuất Đà, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Đại Phạm, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quang Âm, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh. Lược giảng, trước tiên Đức Phật phóng ra vô lượng đám mây sáng lớn,
Kế đến Ngài lại phát ra vô số loại pháp âm, khiến chúng sanh lìa mê theo giác, bỏ tà về chánh. Bấy giờ từ thế giới Ta Bà và cõi nước phương khác, Ta Bà là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là kham nhẫn, và cũng là cực khổ so với thế giới Cực Lạc ở phương Tây, thì thế giới Ta Bà của chúng ta này đây quả thật là thế giới cực khổ. Vì sao gọi là kham nhẫn? Vì chúng sanh ở thế giới này có thể nhẫn nhịn chịu đựng các sự thống khổ. Các cõi nước phương khác, tức là những cõi nước thuộc thế giới phương khác chứ không phải là thuộc thế giới Ta Bà của chúng ta, bây giờ có vô lượng ức thiên long, quỷ thần từ khắp mọi nơi cũng đến tụ tập tại Đao Lợi Thiên Cung, tức cung trời 33. Đó là thiên chúng ở trời Tứ Thiên Vương. Tứ Thiên Vương còn được gọi là Hộ Thế Tứ Thiên Vương, tức là bốn ông thiên vương bảo hộ thế gian. Tứ Thiên Vương thiên nằm ở lưng chừng núi Tu Di, còn Đao Lợi Thiên thì ở tại sơn đỉnh của núi này. Tứ Thiên Vương chính là bốn vị đại thiên vương trấn giữ bốn phương: Đông Thiên Vương, Nam Thiên Vương, Tây Thiên Vương và Bắc Thiên Vương. Vị thiên vương ở phương Đông là Trì Quốc Thiên Vương, ở phương Nam là Tăng Trưởng Thiên Vương, ở phương Tây là Quảng Mục Thiên Vương, và ở phương Bắc là Đa Văn Thiên Vương.